Hello, xin chào các bạn. Mình thì đang ở Nương Ngô. Và cái Nương Ngô này thì ở ngay bên bờ sông luôn các bạn ạ. Giới thiệu với các bạn, đây là sông Hồng. Nhưng mà tuy nhiên thì cái chỗ đoạn này nó chỉ là một cái nhánh hẹp thôi ấy. Nhìn nó rất là bé. Còn khi nào mà các bạn ra hẳn cái lưu vực sông ấy thì nhìn nó rất là rộng luôn. Cái này chỉ là một nhánh nhỏ thôi này. Đây là sông Hồng, thì nhà mình ở ngay bên bờ sông Hồng ý. Thì đất ở đây rất là tốt. Xung quanh đây thì nhà đây là đất của ông bà và các cô chú nhà mình. Trồng rất nhiều loại rau này, trồng cà chua, trồng rau bắp cải bên dưới ngay bờ sông. Cách bờ sông có 1 mét thôi các bạn ạ. Là trồng rau bắp cải này, rau su hào, cây cà tím rồi rất là nhiều loại. Đây trên này là vườn ngô của nhà chú mình này. Chú mình thì không có thời gian để chăm sóc rau rồi là đi gieo trồng rau ấy, thì trồng ngô. Chú mình hay làm ở bên ngoài ấy, nên là trồng ngô thì nó sẽ đỡ tốn công chăm sóc hơn. Và đây là vườn ngô mà đã chặt ngọn đi rồi, bây giờ chỉ còn bắp thôi. Và cái vườn ngô này sẽ chờ nó khô, cho nó khô luôn tại vườn ấy các bạn. Khi nào mà bắp của nó thật là khô thì sẽ hái về nhà. Thì sẽ hái mỗi cái bắp này về nhà thôi này. Đây. Hái mỗi cái bắp này về nhà. Thì lúc đấy về nhà thì phơi chỉ khoảng tầm 1 ngày là khô luôn. Các bạn nhìn này, hạt ngô rất là căng, tròn, đỏ. Đây là nó còn chưa khô đấy. Chỗ mình thì cứ chặt ngọn sau đó là để bắp ở chỗ vườn như này, cho bắp thật là khô đi. Khô xong thì hái mỗi cái bắp ngô ở bên trong thôi, còn cái vỏ thì vẫn vứt tại vườn. Sau đó sẽ chặt gốc, đốt luôn cây ngô ở nương ngô này luôn. Đấy, những cái bắp như này các bạn này. Đấy, để cho nó khô luôn tại vườn luôn. Một trải dài vườn ngô từ tít trên cao kia xuống tận dưới này các bạn ạ. Bình thường chỗ này nếu mà trồng rau thì diện tích rất là lớn luôn. Hầu như là ngày nào cũng phải lên đây chăm sóc vườn rau luôn ý. Nhưng mà tại vì chúng mình không có thời gian ý, nên là trồng ngô luôn một trải dài từ trên kia xuống này. Dạ vâng. Cháu hôm nay cháu được nghỉ, cháu về nhà. Còn bên kia là hai bà mình đang hái cà chua. Đấy, vườn ngô đang già rồi. Chắc là cứ phơi ở đây tầm mấy hôm nữa là được thu đấy các bạn ạ. Chỗ này chắc phải trồng đến mấy nghìn gốc ngô ấy. Bởi vì nhìn như này thôi nhưng mà thực ra nó rất là rộng luôn. Bên cạnh thì là vườn cà chua của nhà bà mình này. Cà chua cũng rất là sai. Hôm qua thì bên này bà mình vừa hái xong, nên là nó hết quả chín rồi các bạn ạ. Đây là đánh thuốc xương này. Đánh thuốc xương liều cao ấy các bạn ạ. Bây giờ mùa này nó rất là dễ bị xương. Mà cà chua bây giờ thì cũng rất là đắt. Bán ở ngoài chợ, ví dụ như trên thành phố thì tầm 3-40 nghìn một cân. Có chỗ 5-60 nghìn ý, cũng tùy từng chỗ bán, nhưng mà cà chua bây giờ rất là đắt. Trồng cây ngô này thì có rất là nhiều ích lợi luôn các bạn ạ. Cái lá ngô ấy, cái lá với cái ngọn ngô thì mình thỉnh thoảng mình tỉa lá ngô này, hoặc là khi mà cây nó già rồi thì mình chặt ngọn ngô để cho cá ăn, làm cỏ cho cá. Bắp thì mình thu về hạt để chăn nuôi, nuôi gà, nuôi lợn. Còn cái cây ngô này thì mình chặt tại gốc, sau đó mình đốt luôn tại vườn để lấy giò. Rất là tốt luôn. Hoặc là cái cây ngô này các bạn phơi khô lên, sau đó là các bạn mang đi nướng gà ấy.
hoặc là cái cây ngô này nhà hồi trước ấy, thì chỗ mình hay dùng để đun bếp củi, nó cháy rất là tốt. Còn bây giờ thì đốt luôn tại vườn các bạn ạ. Vườn ngô rất là rộng, trải dài từ bên trên xuống này. Trồng ngô này chỉ tầm mấy tháng là được thu hoạch một lần các bạn ạ. Bắp của nó này, bắp rất là to luôn. Cái năng suất của nó ấy, năng suất rất là cao luôn các bạn ạ. Đấy, cái cây này là nó chưa già hẳn. Nhưng mà các bạn nhìn cái phần hạt này, rất là năng suất luôn. Đó, hạt rất là căng to. Cứ để đây phơi luôn tại vườn. Khi nào mà khô hết đi thì ra vườn hái mang về. Bắp nào bắp nấy đều rất là căng, hạt rất là tròn mẩy các bạn ạ. Video của mình cũng tới đây thôi các bạn nhé.